Mình có cấu trúc tương lai đơn của Will, nhưng mà nó có rất là nhiều công dụng của Will. Nó không chỉ nói về tương lai mà nó còn có rất nhiều cái khác nữa. À, tương lai đơn. À. Will wants what bear? Hôm nay mình học công dụng là dự đoán sự việc nhưng không có căn cứ. Không có căn cứ nhé, chỉ là dự đoán một cách cảm tính mà thôi. Will up there as once up there will as but trong đó khi đi thi thì nó sẽ xuất hiện hình thức là chủ ngữ cộng với từ think hoặc là hope. Tôi nghĩ là tôi hy vọng rằng thì ở đằng sau nó sẽ dùng mệnh đề will. Number one, động nguyên câu nha. Mục đích là luyện nói cho nên phải nói nguyên câu. Number one dòng. Mic lên. Dầu bật mic lên. Có tỉnh táo không? À, xin lỗi cô, trời làm nãy em ngồi không đọc. Ok, I think. Think they will slow the match. Lose the match. Number two, thấy đi ngá number Will make the meeting. Will the meeting The meeting be long? Number she won't get the job. She's not qualified enough. quite enough. Gói không đủ năng lực. Number four. Will you see him at work later? Will you see him at work later? Number Don't want to go. It will be impossible to pass. Number six. Won't like that You won't like that book. Number seven. I'm sure she will love the reason I trust her. Number There won't be a lot of traffic in the morning. Number nine. You will find a wizard, I'm sure. Number ten. Everything will be okay, so there's no need to worry. No need to worry. What does it mean? Không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Vậy thì từ need ở đây nó cũng có thể là danh từ ha. Need là động rồi, need là danh nữa. Repeat up to me, đọc cho cô nào. Traffic. Traffic. Holiday. Holiday.
Band. And Famous. famous, Good famous, film. good film, Cold enough. far enough, À, nói âm cho con nào. Cold cool enough, enough. Okay. Nice. nice, Worried worried about, about. Worry. worry. Okay. 2 phút nhé. 2 minutes. Pass là thi thi đỗ đúng không? Thi đỗ. Snow là tuyết mà động từ thì là rơi, tuyết rơi. Tôi học giờ này em rất tỉnh táo nhưng còn học lúc chưa ưa bị buồn ngủ. Cô cũng tính giờ này. Cô bị thức khuya từ lúc từ tháng 10 tới giờ là bị thức tới 2 giờ sáng mới ngủ được. Em bị thức Tới là sáng từ hồi năm nhất tới giờ. gọi là bị thức á, tức là không phải muốn thức đâu nhưng mà nó Dạ bị đúng tới rồi. giờ xong cái ban ngày ngủ Có mấy bữa buồn ngủ lắm mà cũng nằm hồi là tới 2 giờ mới ngủ. nhưng mà sáng là đợi. Năm sau cô nghỉ bớt việc ấy, cô xếp 3 buổi học nhé. Yeah. Tại năm nay cô còn làm cho trung tâm, năm sau cô nghỉ bớt, làm nhiều mệt. Qua Tết Tây hay Tết âm cô? Năm sau là tới hè, tại cô dạy 1 năm, nguyên À, một tới năm hè. học ấy. Ừ. Vậy phải dạy xong năm. Nghỉ cũng được nhưng mà không được. Được mà không được. Năm sau tới hè là cô nghỉ bớt và việc nhiều. Cô không thích dạy con nít đâu. Nhiều nít mệt lắm. Đúng rồi cô. Cho nên là hiện tại là do lương cao cho nên phải làm. Năm sau nghỉ bớt, năm sau nghỉ bớt dần dần đi chứ. Không có sức nữa. Hai đứa muốn lương cao mà làm ít là phải giỏi đó. Giỏi thì mình mới lương cao, mình mới làm công việc lại. Còn mình không giỏi, lương nó thấp thì mình phải chạy đôn chạy đáo, chạy tới chạy lui để làm thêm. Đúng lắm đó. Round number one. Đọc đọc hết Điều luôn hôm đọc nay. luôn. Tự đọc đi chứ, bị ai đọc nữa. This band? Yes, I think they will be famous one Ừ, có nhiều khi em đi thi nhá, em sẽ không biết đâu mà em đọc bị quen rồi nên em chọn nó luôn. Number two nào. Is this day. It is a good swim. Yes, I'm sure you will like it. You will like it. Number three. Do you think it will snow? No, it's not cold enough. Cold enough. Number four. What do you think then will be me? I'm sure it will be something nice. James will. Be me. Em là tôi hả? Will be. Ask. Do you think Yes. James will get me? Sure it will be something Yes. nice. Chắc là bạn nghĩ là James có thích tôi không? À, number five. I'm so worried about the exam. Don't worry, I'm sure you will pass. Okay, will pass. Trong phần thi nói có chấm phiên âm nhé, có chấm phát âm, cho nên là những âm mà nó dễ phân biệt là phải tập phân biệt dần đi. Ví dụ như này sẽ là B, này là P, được chưa nào? Đây là bass, pass, có chấm phát âm nha.
Cái phần writing cô chưa có dạy, nhưng mà mình sẽ học writing dòng bằng cách là mỗi buổi từ 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 hôm nay trở đi nhé, mỗi buổi học xong cô gửi cho mình một cái bài văn mẫu. Nhiệm vụ của mình là chép cái văn mẫu đó ra và dịch nghĩa cho cô. Cái này rất là tốt cho em trong cái việc phát triển kỹ năng viết mà không phải vất vả nhé. Đây là cái cách cô học từ Ayaswa. Em phải chép văn mẫu trong vòng 6 tháng, thì qua cái tháng thứ 7 cô bắt đầu chạy vào kỹ năng viết, là em sẽ cái kiểu như automatic đi á, know how to write. Ok. Next one, go to page 46 again. Quay lại trang 46 nè. Listen to the introduction to the radio programs. Was it positive thinking? Good for you. Chỗ này em sẽ nghe, nhưng mà nó đã cho em cái từ đầu tiên của cái từ đó rồi. Nhiệm vụ của em là nghe và bóc ra cái từ cần phải viết. Được chưa nào? Nó sẽ nói rất là nhiều nhé, nhưng mà nó có nhắc tới cái câu này. Cô cho nghe lần một xem mình nghe được bao nhiêu từ, sau đó cô show script luôn. Rồi, listen. Six point seven. Today's topic is positive thinking. We all know that people who are positive enjoy life more than people who are negative and pessimistic. But scientific studies show that positive people are also healthier. They get better more quickly when they are ill, and they live longer. A recent study has shown that people who are optimistic and think positively live, on average, 9 years longer than pessimistic people. So let's hear what you, the listeners, think. Do you have any ideas to help us be more positive in our lives? Cô mở nhầm file. Em Cô mở nhìn nhớ nhầm lại quá. file. Yeah. 6.8. 6.8. Nghe thấy nó lạ là cũng một bước Our tiến first caller this evening is Andy. Hi Andy, what's your tip for being positive? Hello. Well, I think it's very important to live in the present, not in the past. Don't think about mistakes you made in the past. You can't change things now. The important thing is to think about how you can do things better now and in the future. Thank you, Andy. And now we have another caller. What's your name, please? Oh, hi, my name's Julie. My tip is think positive thoughts, not negative ones. We all have negative thoughts sometimes, but when we start having them, we need to stop and try to change them into positive ones. Like, if you have an exam tomorrow and you start thinking, I'm sure I'll fail, then you'll fail the exam. So you need to change that negative thought to a positive thought. Just think to yourself, I'll pass that exam. I do this and it usually works. Thank you, Julie. And our next caller is Martin. Hi, Martin. Hi. My tip is don't spend a lot of time following the news online or on TV. It's always bad news. And it just makes you feel depressed. Read a book or listen to your favourite music instead, and you won't feel so bad. Thanks, Martin. Good tip. And our next caller is Miriam. Miriam? Hi. Hi, Miriam. What's your tip? Every week, make a list of all the good things that happened to you on your phone or on a piece of paper. Then, if you're feeling a bit sad or depressed, read the list and it'll make you feel better. Oh, thanks, Miriam.
And our last call is from Michael. Hi, Michael. We're listening. Hi. I think it's good to try to use positive language when you speak to other people. You know, if your friend has a problem, don't say, I'm sorry, or, oh, poor you. Say something positive, like, don't worry, everything will be okay. That way, you'll make the other person think more positively about their problem. Thank you, Michael. Well, that's all we've got time for. A big thank you to all our callers, and we hope that it's made some... Làm được không? Làm được bao câu? Lũng vài chỗ. Bây giờ cô cho nghe lại, mà cô sẽ dừng ngay cái chỗ đáp án. Em sẽ lặp lại cái khúc đó nhé. Yeah. Tại vì cái nội dung của bài này là nghe những thứ cần nghe, chứ không phải là nghe hết tất cả. Ok. Andy. Hi, Andy. What's your tip for being positive? Hello. Well, I think it's very important to live in the present. Live in the... Present. Present là gì? Hiện tại. Hiện tại đúng không? Present. Not in the past. Not in the... The past. Not in the past. Nó nói âm đó. Live in the present. Not in the past. Don't think about mistakes you made in the past. You can't change things now. The important thing is to think about how you can do things better now and in the future. Thank you, Andy. And now we have another caller. What's your name, please? Oh, hi, my name's Julie. My tip is think positive thoughts. Think? Positive thoughts. Not negative ones. Not? Not negative one. Cái từ one là nó thay cho gì nhỉ? One thêm s là thay cho gì? Think. Thay cho từ thoughts nhé. Từ one nó sẽ thay cho danh từ nhắc trước đó. Giờ trước đó số ít thì nó dùng one, mà số nhiều nó dùng là ones. Thoughts là suy nghĩ. Suy nghĩ. Think, suy nghĩ. Think là động từ, còn thoughts là danh từ. Suy nghĩ. Một số bạn đi thi đánh lụi như sao? Tức là bạn ấy không hiểu nghĩa từ đó, nhưng mà bạn đã gọi là lụi thì đã là không hiểu nhé. Nhưng mà em có thể nhận diện được cái âm đó. Nhận được cái âm đó thì cái xác suất mình đánh trúng nó cũng sẽ được từ 50-60%. We all have negative thoughts sometimes, but when we start having them, we need to stop and try to change them into positive ones. Like, if you have an exam tomorrow and you start thinking, I'm sure I'll fail, then you'll fail the exam. So you need to change that negative thought to a positive thought. Just think to yourself, I'll pass that exam. I do this and it usually works. Thank you, Julie. Trước khi thi là bạn nghĩ mình sẽ đậu. Trước khi thi là bạn nghĩ là I will pass. And our next caller is Martin. Hi, Martin. Hi. My tip is don't spend a lot of time following the news online. The news. News là gì nhỉ? News là thời sự tin tức á. On TV. It's always bad news and it just makes you feel depressed. Read a book or listen to your favourite music instead, and you won't feel so bad. Thanks, Martin. Good tip. And our next caller is Miriam. Miriam? Hi. Hi, Miriam. What's your tip? Every week, make a list of all the good things that happened to you on your phone or... Make the list of all the good things. Good things. What does it mean? Chữ sao nghe không được. Things. Âm the. Things. Nó không có đọc là thing đâu, mà là things. The. Ví dụ em gặp là thanh kiều đúng không? Thờ, nhưng mà tiếng Anh là để bằng lưỡi ra chỗ đầu răng nè. Thank you. Things. Think. Okay. A piece of paper. Then if you're feeling a bit sad or depressed, read the list and it'll make you feel better. Oh, thanks, Miriam.
And our last call is from Michael. Hi, Michael. We're listening. Hi. I think it's good to try to use positive language when you speak to other people. You know, if your friend has a problem, don't say, I'm sorry, or, oh, poor you. Say something positive, like, don't worry, everything will be okay. That way, you'll make the other person think more positively about their problem. Thank you, Michael. Well, that's all we've got. Này, anh nói là gì á? Positive language. Dùng cái gì đó? Sử dụng ngôn ngữ khi nói chuyện với mọi người. Dùng cái language là ngôn ngữ ha, tức là dùng lời nói tích cực. Dùng lời nói tích cực, ok. Và ví dụ như trong tiếng Anh ấy, khi mà mình thấy bạn mình buồn đúng không? Tức là, ê, tao bị thi rớt rồi, thì cái người muốn nghe là, thôi không sao đâu, vừa nhưng mà lòng tao lắm. người Việt là vừa lòng tao lắm. Nhưng mà đi thi là phải phân vào who you, try, Are you okay? Okay. Người Việt giả chân ghê. Everything will be okay. Cái bài này nó không có câu hỏi, nhưng mà mình sẽ dịch bài này để học từ vựng nhé. Mình đi chơi nè, học từ vựng nhé. Rồi, đọc cho cô trước nhé. Đọc cho cô nè. Negative. 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 Positive. 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 Không có viết nha, viết không có kịp đâu. Tự nhiều lắm, viết không kịp đâu. Pessimist. 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 Optimist. 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 Right. Pessimism. 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 Optimism. 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 Defensive. 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 Cứ đọc đi nhé, chưa ra từ nhưng mà cứ đọc đi, bắt chước cái âm này được nhé. Defensive. Defensive. Little. 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 Positive. Positive. Bạn không có viết bài. Ghi nhớ âm, ghi nhớ âm rất là khó. Và đó mà viết, lười viết bài, về nhà mất công viết bài. Chết rồi. Positive result. Positive result. Positive result. Positive result. Positive result. According to. According to. According to. According to. Professor. 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 Psychology. 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 Defensive pessimism. Defensive. Defensive. Pessimism. 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 Strategy. 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 Pacific. Pacific. Situation. Situation. Pacific situation. Pacific situation. Manage. 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 Anxiety. 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 Fear. Fear. Worry. 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 Percent. Percent. Âm sờ nhẹ thôi. Percent. Percent. Per là âm nặng nhưng sờ là âm nhẹ. Percent. 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 Successful. 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 Okay, life. Life. Lives. Lives. Số nhiều nhé. Lives. Lives.
Future situation. Future situation. Future situation. Future situation. Future situation. Prepare for. Prepare for. Imagine. 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 Go wrong. Go wrong. Do wrong. Do wrong. Important exam. Important exam. Important exam. Important exam. Important exam. I'm saying exam. 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 Possible. Possible. Impossible. Impossible. Possible. Impossible. Possible. Impossible. Problem. 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 Avoid. 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 Find out. Find out. Find out. Find out. In advance. In advance. Cô không ghi là hai đứa ghi là hai đứa không có nhìn thấy cái chữ xong là tự dưng đọc theo cái cách của mình không có chịu. Hả? Thế cô bảo file down là đọc quen là file down mà cô không ra đọc là thành file out liền. In advance. In advance. In advance. In advance. Exactly. 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 Bottle. 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 Leave. Leave. Tức là nghe trước rồi mới thấy chữ nhé. Chứ không thấy chữ là anh cứ đọc theo anh đó. Chả làm được gì cả ha. Control. 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 Là nghe đọc nhưng mà tưởng tượng ra cái âm cô đang đọc là âm nào nhé. Tại vì em đọc sai rất là nhiều âm. Mà cô đưa em cái từ đó xong là em cứ đọc theo cái cách của em ấy. Ha. Control. Control. Mean. Mean. Ok. Fine. 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 Thấy không? Thấy không? Thấy không? Này nó đang đăng đúng không? Nghe không ra. Không có ra. Mà cô đưa là cứ đọc biết chắc luôn, gõ cái âm này đằng nào cũng đọc file liền. File liền. Đúng không nào? Luyện từ từ nhé. Ok. Prepared. Prepare. Prepared. Prepare. Prepared. Prepared. Okay. À, từ nào biết thì nói, từ nào không biết coi cho nghĩ nhé. Negative. Giàu ý negative. Think negative. Okay. That think positive. Giàu ý a pessimist. A pessimist. Người tiêu cực, đúng rồi, người tiêu cực bi quan đó. Rồi, pessimism. Cái từ mà em thấy cái từ dùm nhá, nó sẽ có nghĩa là chủ nghĩa cái gì đó. Chủ nghĩa bi quan. Tiêu cực, nói chung là nó đó. Yeah, ok, chủ nghĩa bi quan. Optimist. Ok. Optimism. Optimism. Optimism, chủ nghĩa. Chủ nghĩa tích cực. Defend. When someone fight you, you need to defend. Defend. Phòng thủ. Defensive, tính từ ha. Cùng nghĩa thôi. Defensive. Defensive. Little. Little. Giống. Dẫn đầu. In your lead. Lead là dẫn đầu nhé. Mà little là dẫn đến. Cái gì đó dẫn đến cái gì đó. Invalid. Positive result. Positive result. Trả lời. Kết quả. Positive. Kết quả tích cực. According. According to. Theo. Theo cái gì đó. Theo như Đạt nói là. According to Đạt. So is a blah, 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 negative person. Professor, the one who teach you at university. The one who have the highest education level. The one. Giáo sư. Giáo sư.
Psychology, the kind of Tâm lý. study tâm lý gì đó, danh từ nè, tâm lý, danh từ nữa, Tâm lý. tâm lý học. Ok, defensive pessimism, chủ nghĩa vậy, chủ nghĩa bi quan, phòng vệ nhé, tức là mình nghĩ những cái điều bi quan nhưng thực sự là nó có tác dụng bảo vệ cho mình. Nghĩ điều đó chưa? Có, ok. Biết nghĩ chắc biết nha. Strategy. Strategy. When you do something, you need your own tips, the strategy to do something. Chính xác. Ok. Tiếp theo. Tiếp tục. Specific situation. Hướng gì Tình huống gì đó. Cụ. đó. Cụ À, cụ thể. Manage. thể. Manage. Hình vóc chữ. Quản lý ha. Quản lý xoay sở. Anxiety. Anxiety. What makes you feel worried in your mind? Anxiety. Before the exam, you often have anxiety. Trước khi thi là hay bị gì? Hồi hộp, Hồi hộp nhưng mà... Hoặc là... lo lắng, lo lắng nè, lo lắng. Fear. Fear. You cảm feel sao scared. Sợ chứ nha, còn mai không thì cái từ khác nữa phải gắn cái từ kia vào. Sợ, nỗi sợ, danh từ ha, nỗi sợ. Worry cũng là, lắng. nó cũng là lo lắng, kiểu là nó cũng nghĩ na ná như nhau á. Trong anxiety có lo lắng và cả sợ hãi nữa ha. Percent. Percent. Thành công. Ok. Successful. Thành công. Đâu. Are you a successful Đâu. person? No. No, I haven't been successful, but I will successful in the future. Còn mới nói là no, I'm not là không được. Gì I'm not là không, vậy? nhưng mà chưa là có nghĩa là sau này sẽ có. I will be successful in the future if we try a lot. Lives. Lives. Sống. Cuộc sống. Danh từ nhé. Danh từ nó bỏ S thêm ES. VES nè. Cuộc sống. Còn live mới là động từ. I Tiếp. live in Hồ Chí Minh City là live, còn là my life. À, Guys. our lives, cuộc sống của chúng ta, nhiều người lives, future situation. Nói sau này. Đúng. Tình huống sau này, đúng rồi. Tình huống sau này đó. Tình huống sau này ha. Prepare. Chuẩn bị. Prepare, chuẩn bị. Imagine, think in your mind. Imagine something. Tưởng tượng. Tưởng tượng. Go wrong. Something go wrong. It's not like you already guess or prepare. For example, you will go to the airport at 10 a.m. But something go wrong. The taxi driver doesn't pick you up. So it's go wrong. It's opposite the one you think before. Go wrong. If something goes smoothly, you will be successful. If something go wrong, so it's going in an opposite side. Wrong, what does it mean? Wrong là gì? Wrong là gì? Sai. Something mà go wrong tức là mọi việc nó sao? Mọi việc mà nó go wrong là nó sao? Không đúng. Tức là nó không đúng, tức là Đi nó đi sai. Đúng rồi, nó sai đi sai với hướng. cái hướng mà mình đã. Định. Đúng rồi, kiểu đó. Go wrong. Do wrong. Đúng Làm hướng. sai, làm sai. Ủa?
làm cái gì đó sai á. He's still wrong. Important exam. Cái gì quan trọng? Okay. Possible. It can happen. Possible. It can happen. Có thể. Impossible. Không thể. Không thể. Problem. Vấn đề. Avoid. Avoid. Avoid from me. Keep away from me. Avoid. For example, Dad hates giàu. So when Dad go on the way, he say giàu. Okay, so I don't want to go with him. I go another way to avoid him. Avoid. Keep away from me. Avoid. Chính tay. Chính xác. Find out. Hai sao tìm Tìm kiếm. tìm ra tìm ra. Họ tìm bên. Okay, in advance. Tìm tất cả mang. Trước nhé, ví dụ là đặt vé trước, suy nghĩ trước, lên kế hoạch trước, cái gì đó trước nhé, làm cái gì đó trước. In advance. Cô mở ngoặc ra nhé, về nhà nhìn trước là không hiểu, là tưởng trước nhà. Làm cái gì trước? Exactly, correctly. Okay. Bottle of water. Bottle of water. A bottle. Chai. Leave. A leave form. Rời khỏi. Control. Kiểm soát điều khiển. Okay. Mean. What does it mean? What does it mean? This means cái chai. Nghĩa là Nghĩa là fine. I'm fine. Khỏe, ổn. Prepared. Chuẩn bị ha, chuẩn bị tính từ thì là được chuẩn bị rồi. Dịch đây học từ nhé. Tới cái đoạn này nó không có bài tập, cho nên em dịch và cô thấy từ rất là nhiều hỗ trợ cho mình làm cái phần speaking ở dưới ấy. Cho nên là phải dịch, dịch không dịch là không làm được phần speaking. Mình phải có ideas nhé. Nó không có đơn giản như là what animal do you like, I like cats, I like dog, rồi tôi kiếm được bằng B1 không có đâu. Nó đòi hỏi mình phải tư duy logic để mình phân tích cái vấn đề đó nữa. Trong đề thi viết nha, nó có một cái bài viết luận trình bày biết em viết văn xã hội mà, người luận xã hội mà đúng không? Thì bây giờ mình viết bằng tiếng Anh. Từ 250 tới 300 chữ, cho nên mình phải phân tích vấn đề nên đọc bục. Khi học tiếng Anh hai đứa phải đọc nhiều sách báo nhé. Cả tiếng Anh và tiếng Việt đều được hết. Khi mình chưa giỏi tiếng Anh thì mình đọc tiếng Việt để mình có cái ideas để mình phân tích cái vấn đề đó, viết luận đó, phải là viết bình thường đâu nhé. Ok, dịch nào. Mỗi đứa dịch dịch xen kẽ mỗi câu một câu nhé, tại đề cũng dài. Tại sao suy nghĩ tiêu cực có thể trở nên tích cực? Đúng rồi, thế lượt anh kia. Mọi người suy nghĩ cái điều mà suy nghĩ cái điều mà nó tốt hơn Để làm một người để lạc quan để làm một người lạc quan. Sao cô biến thành tích cực luôn vậy? Nói chung là tích cực lạc quan, đúng rồi. và hơn là người tích cực bi ô quan, tích là một bi người bi quan, thậm chí người bi chí quan cũng nghĩ như vậy. đúng rồi, thậm chí họ cũng nghĩ Tất như vậy. nhiên Tất nhiên là những người mọi người luôn. mọi người luôn luôn nói cố lên, đừng lo lắng, hãy vui lên, cười Cười đi đã cười rồi. đi. Tiếp nào. Imagine là gì ta? Nhưng thực sự, trên thực tế, in fact. Thế thì cái sự cái Có, đây giờ có một. Có một kiểu. có một kiểu bi quan được gọi là Vậy là bi quan gì? phòng thủ, Phòng thủ bi tức quan là phòng phòng thủ vệ đó, phòng vệ, bi quan phòng phòng vệ thủ bảo vệ mình đó. điều này có thể Dẫn đến. dẫn đến một vài cái kết quả tích cực theo theo theo
silicate, No nerve friend. root, and Giáo sư also tâm lý tinh học. học tại Chương này. Westlake Rồi. College. Rồi, đang nào. Chủ nghĩa phòng thủ bi quan, Chủ nghĩa bi quan phòng phòng ở phòng chủ nghĩa phòng bi quan phòng thủ là một cái gì qua đây ta? Chastity là gì luôn? chính thật Là chiến thuật được sử dụng để, trong một cái tình huống cụ thể, khi mà để quản lý gì ta? Để quản lý lo lắng, nỗi sợ và à không, để quản lý sự sợ hãi, nỗi sợ và lo lắng. Ông Nore vẫn nói vậy. Tiếp nào. Nghiên cứu cho thấy là 30 đến 35% người Mỹ Người Mỹ sử dụng nó là sử sử dụng dụng phương gì? pháp này. Sử dụng cái này nè ha, sử dụng cái chủ nghĩa này để Giúp họ Để trong giúp họ giúp họ trong cuộc giúp sống họ và trong cuộc sống, và họ họ thường cảm thấy thành công. rất thành công, và thường là những người rất thành công. Tiếp ha. Những người Những người theo cái chủ nghĩa bi bi quan phòng quan phòng thủ thủ. thường nghĩ về có tình huống ở trong tương lai và chuẩn bị cho người ta, Trong trường Chuẩn bị cho họ bằng cách tưởng tượng tất cả những thứ có thể gì ta, có thể sai hướng. đúng rồi. Ví dụ như là nếu nếu một cái Người người một người theo theo chủ nghĩa chủ nghĩa bi quan phòng thủ thì có thể có một có một bài. bài thi quan trọng. Họ nghĩ đó Em là nghe nó tả hồi thấy giống em luôn. họ suy nghĩ như sao rồi, nghĩ nào, đây đang nghĩ nè, nghĩ kiểu gì đây, I'll be Đó, tired, mệt mỏi, tôi sẽ đi trễ. tôi sẽ đi đi Ai xa nơi. hai Wrong chỗ. place, đi lộn, đi nhầm chỗ, đi lộn nơi, đi lộn phòng thi. Rồi tiếp nào, đi chăng mình Cảm luôn. thấy hungry, Thấy khác hungry. nào mà đói nè. Đói. Cây bút Hôm của tôi nay cây sẽ bút tôi sẽ hết bị mực, mọi người sẽ đi thi cô rơi. đem lần bốn À cây hết mới, bốn bốn cây bút mực. mới nha, lúc nào đi thi cũng đem bút mới hết, sợ nó đứt mực giữa chân. Tiếp, Cũng y chang vậy hoặc là chưa, cây bút chì nó sẽ gì, sẽ à gãy sẽ gãy đó, cái đứa kiểu này hồn hồn hoặc là tôi sẽ đi trễ mỗi lần đi thi, là một đêm trước đó nằm ngủ mơ thấy mình đi trễ, đi lộn nơi, có không, làm bài không kịp giờ đấy. Tiếp nào, cho nên hẹn đồng hồ đấy. Tiếp, dịch tiếp nào. sau đó họ gì tìm cách à? Look as possible. Họ thấy Nhìn là vào à, nhìn mỗi vào cái điểm mỗi 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 cái gì đó tích cực không của cái vấn đề và không lên không kế phải hoạch. không phải À, positive, họ có những vấn đề mà nó à, sao những vấn đề đã xảy ra có thể có xảy thể xảy ra ra nè, và lên kế hoạch để làm tránh sao ra nó. để tránh nó, cho nên trong Trong tình huống trong phải cái tình không, huống đi thi đó thì sao, họ đi có thể một ngủ sớm đi và ngủ có sớm một giấc ngủ ngon. và Họ tìm À, ra họ tìm ra là gì ta? Chính advance là chứ, exactly, xác. chính xác, where the exam is tức là gì, Nên thầy gì? liên liên hệ với ngày mình đi thi đại học. Ngày nay mấy đứa đâu có thi giống như thầy cô đâu nè, thầy của cô là ở trong ở quê nhưng mà phải bay vào Sài Gòn thi á. Em cũng cái trường của em là cũng em là học ở huyện ở xã chứ cũng phải đi ra ngoài tỉnh thi. Ở ngày xưa nhá, cái thời của cô là
thi tốt nghiệp riêng và thi đại học riêng, học trường nào thì đi thi trường đó. Thì ở đây sẽ là mình phải vào trước mấy ngày để mình đi tìm cái trường đó, để hôm sau mình đi thi, mình chạy tới thẳng luôn để tìm ra chính xác địa điểm thi ở đâu trước đó. Họ Tiếp nào, ăn, họ ăn ăn thích ăn thích ăn nữa. họ Có một bữa sáng ngon lành. ăn Tiếp nào, đem có rất thật nhiều nhiều bút bút bi và bút chì, bút và bút chì và anh là một chai nước, chai nước, và và họ ra hỏi khỏi nhà nhà của mình sớm, sớm giống mình luôn, trời giống rất giống. tiếp. Em học tiếng Anh em sẽ thấy hay nha, những cái bài khoa học sau này em học về y học, em học nâng cao lên, em đọc sách y học nó rất là nhiều cái bài viết hay về tâm lý, rất là nhiều cái về khoa học lắm. Tiếp nào, để Để kiểm soát à, để đâm là gì, đâm là gì, đâm là tất cả những cái này nhé, để kiểm soát chúng, à, để kiểm soát chúng, để đạt tất cả những cái này trong vòng kiểm soát, tức là để kiểm soát những tình huống như thế. À, điều này có nghĩa là thì đi nó thi sẽ sẽ tốt hơn cho là những người, khi là cửa những người lạc, những người lạc quan. Mấy đứa là lạc quan lúc trong tình huống này nó sẽ nghĩ gì, thì mãi đi 5 phút cũng tới trường, mình sẽ không bao giờ lạc đường, trời bút đằng nào nó cũng ra mực mất gì nó đó, đó. Thì trong những tình huống này mấy đứa overthinking như mình lại tốt lo. Ok tiếp nào, những người mà chị nghĩ là oh everything will be fine, be fine. Tất cả mọi mọi thứ thứ nó sẽ sẽ tốt ổn, thôi, sẽ ổn thôi. bởi Tiếp vì nào, thỉnh thoảng mọi thứ sẽ đi sai, thì sai hướng và nên nó vẫn tốt, tốt cứ được chuẩn để bị. chuẩn bị, À, tức là thỉnh thoảng thì một số việc nó sẽ đi sai sai hướng và việc chuẩn bị thì tốt, việc chuẩn bị là điều nên làm ha. Rồi trong tình huống này là đi thi nó hỏi là bạn có nghĩ là bi quan luôn luôn là tiêu cực hay không. Phải từ vựng ra. Okay, có ID rồi, bây giờ mình qua phần 6 speaking nhé. À, đọc cho cô nào. Positive. Positive, A positive thinker. thinker, A negative thinker. negative Okay. thinker. Have a nice weekend. Have a Have a nice weekend. weekend. Pass your next English exam. Pass your Pass your next next English English exam. exam. Get a Get a Some good good. job. Get a better Get the job. best job. Get better Make job. some new friends. Make some new New friends. friends. Live till be 100. Live Live to to be be 100. 100. Get to the end of this book. Get Get to to the the end end of of this this book. book. Find the love of your life. Find Find the love the of love of your your life. life. Cái chỗ mà get to the end of this book là gì? Cái cuối cùng của quyển sách. Tới cái phần cuối cùng của cuốn sách luôn, tức là sao? À Đi là cùng. thành công, đi hết chặng đường. Đi hết chặng đường hả? Để cô check một chút nhé. Cô đang nghĩ theo hai hướng. Là một là Nó là một cái câu ẩn dụ. Đi tới đường cùng. Cô đang nghĩ theo hướng đó nhé. Get to the end of. Em cũng nghĩ là đi hết đoạn đường đó cô, là đi đến đường Nhưng mà cùng. cô nghĩ là đi tới đường cùng á. À đường cùng, à là Đường cô đang cùng. đang cùng Cô là nếu cái chặt đang theo cái em là positive. hướng là đúng không? Nha, cái suy nghĩ, cái kiểu người của mình nó cũng, khi mà mình phân tích vấn đề thì nó sẽ quá. Rồi, cái này nó gọi là những người mà có cái nhìn thấu hiểu về một cái nhân vật nào đó. Tức là hiểu hết toàn bộ của cuốn sách là sao ta? Em nghĩ cái này giống như mình không bỏ cuộc các cô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Implied the desire to complete the read. Tức là không bỏ cuộc, làm gì phải làm cho răng rôi ra khoai. Đạt là người suy nghĩ tích cực và Đạt nghĩ là sẽ thành công. Cô nghĩ tiêu cực, cô nghĩ là chắc tới đường cùng rồi.
Rồi, tới đây là không bỏ cuộc nhé, làm cái gì cũng phải làm cho tới tuổi cuối cùng, không? Muốn mình phải là đạt cho xong. Rồi. Number one, I don't think I will have a nice weekend this week because I'm busy every day. I don't think so. Okay, sau đại một. Do you think you have a nice weekend? I think I will have a nice weekend because I have free time on week. I have many free time on weekend. I have much free time on the weekend, so who would you spend your free time with? Do you spend your free time with giàu? No. Okay, giàu. Do you think you have a nice weekend? I think I won't have a Big why? nice weekend because it's a very how was It's a hard. homework, not There homework. is a lot of homework, right? There's a lot of homework to do. Okay. I think the next time I will pass my next English exam because I'm studying every day. I'm trying a lot. I think I will pass my next English exam. So, back now. Do you think you pass your English exam? Next English exam? Yes I or no? hope I will pass my test English exam. So how can you pass your English exam? So what are you doing now? I try a lot of study English every day. Really? Tạo Okay. <Tạo Okay. đó. cười> Tại sao cô phải gọi hỏi như thế? Tức là đi thi em sẽ không, nếu mà em nói sự thật sự cái tình huống của em không có từ vựng. Vậy thì cách đơn giản nhất em sẽ nói sao là tôi học nó mỗi ngày mà sao mà học đạo được. Tại vì sao đi thi mình phải nói dối nhá. Tại vì khi em nói thật em không có từ vựng để nói. Những cái từ trong sách em học toàn là những từ tiêu tích cực không à. Mà vô cái tình huống của em nó tiêu cực mà em ngồi em ráng nặng ra cái từ vựng thì không được. Tại vì sao lúc nãy cô nói là I'm trying a lot, I try to study every day. Mà khi em nghe cái EID đó rồi, thì nó vào đầu em rồi, thì em đi thi em có thể bung nó ra là em nói. Còn cái mà tôi đi làm, tôi bận lắm, tôi có thời gian làm. Cô đã nói cho em bằng tiếng Anh chưa? Chưa, nhưng nếu em đã từng nghe qua rồi em sẽ nói được. Nhưng em chưa nghe qua thì trong đầu em búng cái gì thì cứ búng ra cái đó nhé. Sao nè. Do you think you pass your next English Yes, I will pass on my English exam exam? because I try to write the with that. Okay. I try to practice study in English with my friends that every day. Okay. To get a better job in the future, now I'm trying to study English now. I study every day. From half an hour until 2 hours a day, I want to improve my vocabulary because I believe that when I am good enough, when I ha get a higher knowledge, I can get a better job in the future. So, how about you, Dad? Giờ đang thất nghiệp không biết nghỉ tên. I don't think you're unemployed because you are a student. You are a student. This doesn't mean that you cannot find a good job in the future. You just say I'm unemployed. Unemployed, it means you have no job. Okay? Unemployed. For example, you already graduate from universities. It means you finish. Okay? Graduate. You finish your study at university, but you cannot find a good job. And you say at that time you are unemployed. But you are a university student. How can you say I'm unemployed? No, it doesn't mean you are unemployed. Because your main role now is a student, not a worker. You are a student, you are not a worker. Okay? So you think you will or you won't? That will or won't? Well, I agree.
I will I get will. a good job in the future. How can you get a good job in the future? This means what do you try to do? We need to try before we get a good result, we get a success. So what are you doing now? Decide what you will get in the future. Okay, so you think that you will get a good or better job in the future. So how can you get that? How can? I believe that. I think I just believe that, right? Just believe. Niềm tin mãnh liệt. I believe in myself. I believe in myself. Okay. Now, do you think you will get a good job in the future? I think I will get a good job in the future. Because you study medicine, right? I think both of you will get a good job in the future because you study medicine and it's a hard major. If you can't pass and you get your university degree, so in the future you can become a doctor. And doctor is one of the easy jobs to find in Vietnam. In Vietnam, it's easy to find a job if you are a doctor. But for example, if I'm another subject teacher, I would say, oh, I don't think I will get a good job in the future. But I believe in our country's economy situation, cô nghĩ là cô sẽ thay cái chỗ này nhé. Okay, in Vietnam, according to the economic situation, if you become a doctor, it's easy to find a job. If you become a doctor, it's easy to find a good job. Okay, doctor is one of the easy and common popular job in Vietnam. Why I think that I will get a better job in my future, even I'm not a doctor, because I'm an English teacher. Okay, nowadays more and more students, especially university students and adult worker, need to pass the English test to find a good job. So I know I have the reason why I believe that. To get a better job. Mấy câu em không nói được thì cô sẽ nói nhé. Cái cô nói thì em ngồi em ráng hiểu nhé, dựa vào những từ cô ra nè. Còn em không biết nghĩa thì em phải tự đoán luôn trong cái bối cảnh của Việt Nam. Okay. So in Vietnam, according to Vietnamese economic situation, doctor is one of the common job that you can find a good job in Vietnam if you study medicine. Okay. I don't think đó so. Là cái tỉnh ở phía Bắc thôi cô, chứ mấy tỉnh phía Nam đó, cái lực lượng nó bị bão hòa. If you become a doctor, you know, you can open a clinic. Clinic. You can open, you can run. You can run a clinic. When you open a clinic, you can have the patients. It's when they go to your clinics. Ý là trước khi mà mình muốn mở được cái phòng khám là mình phải tìm được một cái bệnh viện để mình theo làm, lấy được That's 18 right. tháng chứng chỉ hành nghề. Nhưng mà bây giờ nếu mà hầu hết là không quen á thì bệnh viện sẽ không nhận. Okay. In my hometown, for some people they cannot find a good job in the hospital. Yeah. I see, you know, I don't know her study. She's not a doctor, the one who study medicine, but she can prescribe. Okay, she can prescribe and she sell medicines. You know the pharmacy, right? Pharmacy. Yeah. Okay.
And I see many people in my hometown study medicine and they open pharmacy and they sell medicine to the patients. Okay. Well, I don't think it's difficult to find a good job as a doctor. I don't think it's difficult. Phòng khám tư nhiều mà. Nhưng mà phòng khám tư nó yêu cầu mình phải có chứng chỉ hành nghề chứ không? Thì chứng chỉ đó lấy ở đâu? Chứng chỉ là phải vô Chứng bệnh viện học chỉ 18 tháng để lấy. Cô thấy nó mâu thuẫn chưa? bệnh viện học hay là làm Tức là nó sẽ có hai trường mình hợp. Nếu mà mình được nhận thì mình sẽ vừa làm vừa học, không tốn tiền. Còn nếu à mà không được nhận thì bắt buộc phải đi học và tốn vài chục triệu cho cái bằng đó. đầu tư cho tri thức không bao giờ bị lỗ à, cô biết hai đứa bây giờ đang nghĩ gì về tương lai à, ngày xưa cô nghĩ là trời học sư phạm rồi ra làm gì trời dạy giáo viên dư quá trời nhưng mà thật sự là may cô học tiếng Anh thật sự là may luôn. Ngày xưa chọn tiếng Anh là chọn ngẫu nhiên thôi chứ không có giỏi gì đâu. Nhưng mà lúc mới ra trường thì chả giỏi gì đâu. Nhưng mà dạy nhiều năm mới phát hiện ra. Trời ơi bây giờ tiếng Anh nó bắt buộc là đầu ra. Tới một lúc nào đó em sẽ thấy sự kỳ diệu khi em chọn cái nghề của em đang làm. Không, những không phải một mình em đâu. Tất cả những bạn sinh viên mới ra trường mà những người phải tự bơi ấy em. Cô gọi là tự bơi, tức là mình phải tự lo kiếm việc á. Là em sẽ thấy rất là mơ hồ về tương lai. Đúng À, rồi. nhưng mà hiện tại là một cái người mà đi lâu năm và bỏ nghề của cô một thời gian sau đó mới quay lại làm cô phát hiện ra em phải thực sự giỏi cái nghề em đang làm thì em không có lo là không có tiền tại cái việc mà bệnh viện nó có giữ em lại hay không em phải giỏi cơ cô không tin là mấy cái ủa tức là em giỏi mặc kệ mà em không có chứng chỉ hành nghề em sẽ không được làm cho bệnh viện. Đúng rồi. Không, nếu như mà mình có cái bằng tốt nghiệp là giỏi á, thì khả năng cao là mình sẽ được nhận đó con. Rồi hai Bạn đứa có có tốt nghiệp giỏi cao không? chưa? Giờ điểm hai giỏi chưa? Không. Năm Chưa. học ba 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 Chưa chấm hai là giỏi rồi. 3.2 là giỏi rồi. giờ Chưa đủ tới một hả? đứa giỏi rồi đó Vừa cô. đủ khá. Giờ đủ khá hả? Thế sẽ phải cày thôi. Cày điểm ra. Còn không, nó nói vậy thôi chứ bây giờ bệnh viện quốc tế nó mở ra đông nhá, mà bệnh viện công thì nó nhận ít, nó theo kiểu là hối lộ để Bệnh đó. viện quốc tế là nó bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề với lại là một cái bằng IELTS hoặc là TOEIC nhất rồi. Phần tiếng Anh thì bắt buộc phải có thì cô biết rồi. Cái chứng chỉ hành nghề thì cô nghĩ là tùy nha. Ví dụ bạn cô nó học dược thôi, nó học ở một cái trường rất là gọi là trường ở quê, nó rất là không có tiếng gì hết trơn á. Nói chung là trường ở tầm trung bình đó thì lương không cao thôi, chỉ là nó đi nó học xong thì chả có việc làm, đi vào Sài Gòn làm vô phòng khám kiểu làm y tá mà, thì làm mấy công việc của À, y tá. cái đó là kiểu như là cái đó là mấy cái việc đó là kiểu như mà không cần có chuyên môn vẫn làm được các cô. Chứ bây giờ em có bằng đâu, em cũng đi làm đó. Thì đó là cái kiểu việc làm nó là giống như vậy á, là nó không cần chuyên môn vẫn đi làm được các cô, thì cái mức lương nó sẽ trả theo cái nó không có đúng với cái chuyên môn của mình, còn nếu mà đúng chuyên môn thì cái mức lương nó sẽ khác hơn. Cô theo 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 cô nghĩ á, ví dụ ngày xưa là bảo là giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ, nhưng mà thực ra hiện tại có nhiều người không có bằng thạc sĩ nhưng họ vẫn dạy được ở đại học tiếng Anh không chuyên cho sinh viên không chuyên, lý do là vì lượng giáo viên tốt nghiệp thạc sĩ không đủ và họ nhận luôn cả những người tốt nghiệp đại học đó. Là tại sao năm ngoái cô đi dạy đại học được trong khi cô không hề có bằng thạc sĩ và dạy được ở những cái khối không chuyên, còn những người chuyên thì mấy người phải vào đó học. Tức là cái quy định là quy định nhưng mà nếu như mà em đủ giỏi thì nó sẽ có sự exception, exception là ngoại lệ. Được chưa? Có bằng IELTS hả? IELTS học TOEIC đúng không? Nói chung là một cái bằng tiếng Anh rank rank khoảng Nên B2. học nên học TOEIC tại vì cái đề nói và viết của TOEIC đều dễ hơn của IELTS. Dễ hơn rất là nhiều. Để em đạt được B2 của TOEIC thì cô nghĩ là nó dễ hơn của IELTS. IELTS là ví dụ nhé, cô học 6.5 ngày xưa đi. Mà cô muốn nâng lên C1 thì cô phải mất 2 năm để nâng lên 0.5 hoặc là 1 chấm. 2 năm ở đây là do mình vừa làm vừa học, còn những người kia học thì cày rất là nhiều. Có người thi 9 chấm. À, nhưng mà 3 năm sau không đụng tới thi xuống còn 6.5 thôi. À, cái đề TOEIC nó dễ hơn đề IELTS rất là nhiều. IELTS nó hack não. Giỏi là Em một nó học chuyện. thuật Nó học thuộc lắm và cô nghĩ là mấy bạn làm biên ngành kinh tế thì học học TOEIC là ok nhất.
Mà cái em cần làm ở đây không phải là em đi dạy đề em học ngữ pháp đâu. Cái em cần làm cái nền đầu là em phải nói tiếng Anh và em nghe hiểu. Thì lúc đó em học cái gì nó cũng dễ hết. Gì vậy, học bác sĩ mà mơ hồ về tương lai rồi mấy cái đứa học cái ngành quản trị kinh doanh rồi sao? Ngành nào nó cũng sẽ mơ hồ Không đó. phải nó không phải nó mơ hồ đâu, mà là em chưa có tiếp xúc nhiều với xã hội và em không định hình được là em muốn làm gì và em sẽ giỏi cái gì. Thật sự hiện giờ em chỉ biết là em làm cái đó là do em học cái ngành đó em làm, nhưng mà sau này em sẽ không biết được là em giỏi cái gì. Giáo viên tiếng Anh nhưng mà có người giỏi cái này giỏi cái kia, cũng là dạy tiếng Anh nhưng mà nó giỏi cái khác. Có đứa nó giỏi kỹ năng dạy giao tiếp, có đứa nó giỏi ngữ pháp, có đứa nó giỏi cái khác cơ, có đứa nó giỏi chém gió. Ok, we continue. Do you think you will make some new friends on your next holiday? For example, next holiday is Tết holidays, right? Tết holiday. And we will, maybe you will stay in Ho Chi Minh City to work, do a part-time job, or you will visit your hometown. If you visit your hometown, maybe you just meet your old friends, but you remain in big city, or you travel to another place, you can meet new people. So maybe you will meet some new friends. Okay, so do you think you will make some new friends on your next holiday? Do you think so? I don't think I will make some new friends on my next holiday. So why? Do you travel to somewhere? Because I will travel my hometown. Okay, travel to my hometown and meet some old friend, right? Yeah. Meet some old friend, and some old friend had boyfriends and girlfriends. Cả hai. Yeah, and your old friends, girlfriend and boyfriend can become your new friends. Okay. Giàu, do you think you will make some new friends on your next holiday? I will meet some new friends on my next holiday. How can you make some new friends? Where would you go? I go travel Ho Chi Minh Okay, and mix that, right? City. No. No. Okay. So, where will you travel to Ho Chi Minh City to visit the zoo? Visit No. the zoo or go to the park? Go to the park. I can zoom the thing. Go to the park or go to the cinema? Yes. Okay. So some people refer to travel to a new place on their holiday to experience the new culture, try new food, and maybe they can meet the local people. Okay, có thể đi thi em không có gặp lại câu này mà em gặp lại cái câu cô đang hỏi. Đi đó làm gì? Trên nào? Cô dạy em là do cô đọc sách rất là nhiều và cô có ideas. Ngoài cái việc mà em nói được những cái em không biết thì cô đưa ra thêm ideas, và những cái này là phải về ghi lại. Dần em sẽ hình thành một cái vốn từ về cái topic đó nhé. Okay. Do you think you will live to be 100? 100 years old. I hope I will live to be 100. How about you, Zhao? I will. 99? 99? No, I No. will play to be 122. Già dữ cha. Okay, I don't know. I want to ask you about life expectancy of Vietnamese people. How long people can live? How You are a long doctor to be. You are a doctor to be. Okay, doctor to be. What does it mean? can Doctor to be is mean now you are not a doctor and you study doctor major, and
And in the future, you can become a doctor. I would call you a doctor to be, because now you are not a doctor. You are a medicine student. Okay, when I study at university, I'm a teacher to be, because I study the teaching major. Now I'm a teacher, I'm not a teacher to be. Okay, so maybe one day you met a girl. You met a girl. So you say, oh, I like her. I want to make her become my girlfriend. And when you say, oh, my girlfriend to be. My girlfriend to be. And some say, oh, my wife to be. Wife to be, what does it mean? To be, what does it mean? Vợ kiểu gì? Phải vợ chính thức đâu? Tương lai. Tương lai nhé. Tương lai. Doctor to be. Girlfriend to be. And my wife to be. Then one day, maybe she can become a wife, but not your wife. The other's wife. Okay. So how long the Vietnamese people can live up to? How long? Life expectancy of Vietnamese people. Được việc sống bao lâu nha? 60. 60 hả? 60 to 70. 60 là 60 được không nói rồi con. Okay. So, because, but you want to live up to 120? 120? Huh? Okay. So to me, I think I would live up to 70 or maybe 60. I think that's enough for me. Living too long can become a maybe a ghost. Okay. Actually, no, it's just kidding. I think according to study, Vietnamese life expectancy is about 60 to 70 years old. So I hope that I can live with my family up to 70 years old. Yeah, I would feel lucky if I can live up to that time. Up to that time. Do you think you will get to the end of this book? For example, when you read a book, I will feel the book. Okay, I would give this book. Do you think that you will get to the end of this book? This month? Yes or no? No. No, no. How about you? Gặp chuyện thì nó đi hết thôi chứ. How about you? I think I for example, I bought a lot of books in my house, in my room now. More than 100 English book. But I think I will get to the end of this book. Yeah. Because I need to pay money to buy it, so I need to finish that. I don't want to waste money. But when I do something, I will try to finish until the end. Of course, I cannot finish now, but I think I will. I will. Will, you know? Will is mean in the future one day, but I don't know what exactly, what day is it. Okay. Em có thể nói là em lười nhé. No, I don't think I will get to the end of this book because this book is so boring. I'm lazy to read. I'm lazy to read. Okay, lazy to read. Do you think you find the love of your life? Yes. Yes, yes, I think so. So when you can find your true love? Yeah, go to the hospital. In the present. At present. You have now. I see when we read the story, we read the book, the doctor go to the hospital to work. One day he met a patient, female patient. Female patients. And when they take care of that one. What is mean female patient? Yeah. And after she recover, this means she get better. She get better. Cái take care đó là việc của điều dưỡng cô, chứ bác sĩ vô nói được hai ba câu kê đơn thuốc rồi mất tiêu. Oh really? So I say, oh, I cannot. Now I don't have any love, but I think that one day I will go to the hospital to work. Then I met a female patient.
I will take care of her. That's my destiny. My destiny in the patient in the hospital. In the hospital. Okay. Ban đầu là em không hai đứa không có nói được gì nhiều đâu, nhưng mà nghe nhá, nghe nhiều. Nghe hiểu. Em nghe nhiều nhá, nghe nhiều và nghe hiểu. Lúc trước cô có luyện nói với một bạn nữ kia, bạn bạn có nền tiếng Anh rồi, sau đó bạn không nói tiếng Anh quá lâu thì bạn không nói được. Thì trình của bạn là tầm B1. Bạn nói là bạn trình của bạn là C1 cơ. Nhưng mà nói một hồi thì cô bảo là không, trình của em tầm B1 thôi. Thì sau đó bạn nói chuyện với cô 4 tháng. 2 tháng đầu cô nói nó ngồi nó nghe. Nhưng mà 2 tháng sau nó nói rất là lưu loát nha. Tại vì lúc nó nghe là nó đang quen á. Nó đang quen á. Chứ nên hay là trời vô đang nghe bạn nói là chừng nào mình nói được là không. Tại vì cái bước đầu tiên để em nói là em phải nghe. Và đỡ hơn ban đầu nói tiếng Việt rồi. Hai đứa tự hỏi tự trả lời đi. Do you think you have a nice weekend? Nhanh lên. Ủa, trả lời. Ủa, là mày hỏi tao hả? Mày hỏi cô trời. Have a nice weekend. I will have a nice weekend because I have rest every time on the weekend. Do you think you pass your next English exam? Yes, I think I will pass my next English exam because I try study English every day. Do you think US are worth a job in the future? Yes, I think I will get a good job in the future because I believe in myself. Okay. Do you think you met some new friends on your next holiday? No, I don't think I will make some new friends on my next holidays because I will try oh, you wanted that. Travel. Travel my hometown on my next holidays and meet our friend. Do you think you will like to be 100? I will like to be 100 because I know I take care of myself. Ok. Này là tôi có hỏi gì mở trong má mày chứ. Continue. Continue. Do you think you will get to the end of I won't get to the end of this book, but I will get to the end of this book in the future. Okay. Do you think you will find the love of your life? I won't find the love of my life because I don't like. Really? You don't like how you just that oh you don't know where you can find her. You can find her. Nó là một Okay. chiếc cờ đỏ, cô nó chơi chén nó bỏ cô. Okay, này cái từ leave nhá. Đây mình đọc là live. Leave. Nó mang nghĩa là sống. Tôi sống ở đâu nhá? Live. Còn tại sao cô đọc là Leave. live? Ví dụ như là live show là Live. gì? Live show là gì? Live. Live Can là gì? you Live stream là gì? Trực tiếp. say? Live. Thì lúc này mình đọc là ai? Live. Được chưa nào? Rồi. Lúc nãy cô đọc là my life and our lives. Thì lúc này nó mang nghĩa là danh từ thì nó sẽ là cuộc sống. Và cuộc sống hoặc là cuộc đời thì lúc này mình phải đọc là gì? Lives. Live. Nhá. Lives. Live. Vậy câu này mình sẽ đọc là live. 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 Live nhá. Có một điều là tại sao cô không ghi cái câu mẫu cho em? Lý do là khi cô ghi câu mẫu là em sẽ sau này em sẽ không dám nói nữa. Lúc nào em cũng phải có câu mẫu em mới nói. Mà thay vì cô đưa câu mẫu hình thức giấy thì cô sẽ đưa hình thức nói. Thì lúc này em làm hai việc, một là em ghi nhớ. Ha. Và cô thấy hay là nãy giờ hai đứa đều nhớ được cái ID của cô nói. Và lúc mà em vào cái đáp án lại lần hai em nói em thấy có sự tiến bộ không? Và em có đưa thêm ID khác vào lúc mà em bị quen với cái nhịp đó rồi ấy. Thấy không? Thấy cái sự khác biệt giữa việc mà đưa đáp án mẫu không?
Mẫu nhưng mà đọc mẫu theo kiểu khác nhé. Mẫu theo cách đọc là em cứ đọc thôi. Còn cô sẽ đưa mẫu. Ở trong lúc hai đứa nói có phát âm sai nè. Có ngữ pháp sai nhé. Nhưng cô không có interrupt bởi vì nó là một chuyện rất là bình thường. Khi mà em đang bắt đầu nói dần dần lên, nó làm sao cứ như vậy. Cái khúc đầu nói không được, cô sẽ là người nói. Rồi, sau đó hai đứa tâm sự với nhau. Rồi, bài tập về nhà nè. Cô chưa có dạy kịp cái phần bài tập hôm trước cô dạy. Mà cô không nhớ là cô giao tới đâu nữa. À, để cô nhớ 609 và rồi. 614. Okay. Có cái bài reading nào không? Cái Không có 614. cái Rồi, bài, rồi có cô bài thử nghe mà dạng có script. làm. Ok. Rồi, về làm cho cô. Sau mình sẽ học tới cái phần đó luôn. Tại có rất là nhiều phần cô pass qua và hai đứa không có cần. Hai đứa không có cần cái phần đó thì cô bỏ hết. Cái phần revise sẽ không nào. Trên 52 thấy rồi nói chưa Được thấy. ông ôn tập hết và làm grammar vocabulary bên kia phần listening em thấy 6.21 không Được thấy. phần này hai đứa làm được nhé phần này hai đứa làm được cho nên cô gửi tai nghe cô không gửi script rồi phần reading nữa em thấy reading không đọc Được đoạn thấy. văn và đánh theo trật tự của nó. Đọc phần này tác dụng của nó là thứ nhất là em không còn sợ cái đoạn văn quá dài trong phần reading. Và cái thứ hai là mình học cách ghi nhớ thông tin đấy. Cách để làm bài này cho nhanh nhá, em phải đọc hết tất cả các option từ A tới S. Sau đó em mới quay qua cái bài đọc. Thì em đọc tới chỗ nào thì em quay lại cái chỗ đó. Thì em bắt đầu em đánh. Thêm một cái nữa là viết đoạn văn nhé. Viết đoạn văn mẫu. Cô cho em biết văn mẫu là văn chuẩn chứ không phải là cô lấy từ đâu nó không rõ luôn. Cô đưa cho em văn chuẩn luôn. Và em sẽ viết kiểu này cho tới khi em học lên trình độ B2 của giáo trình của cô. Thì khi tới em học B2 và cho phần nói viết thì lúc này em sẽ tự viết tiếp luôn. Để tin vào điều đó. Không, em phải tin là cái mà cô bắt em làm thì nó sẽ cái là cái em cần sau này đó. Rồi, nghỉ nha. Dạ, các bạn cường. Ai hai ông phải viết từ nộp cho tôi Dạ, không nộp ok là không cường. được không nộp là không được có biết cái tôi viết Đó, gì là đâu ông biết cái cô. không nộp là không viết đó được chưa rồi Dạ. nghỉ nha với ba siêu Dạ, các bạn cường.